chào tất cả các bạn, rất vui khi Bảo Trâm lại được ở đây để chia sẻ với các bạn những thông tin hữu ích dành cho những du học sinh, đặc biệt là du học sinh Singapore. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hệ thống phương tiện giao thông của Singapore, được đánh giá là thuộc hàng tốt và hiện đại nhất trên thế giới. Vì thế nên nó khá là hoàn chỉnh và việc đi lại rất dễ dàng và thuận tiện. Thì khi đi du lịch hoặc là đi du học, bạn sẽ chẳng gặp khó khăn gì khi di chuyển tại đây. Và các loại hình giao thông công cộng ở đây thì bao gồm, thứ nhất đó là MRT. Đây là một trong những hệ thống tàu điện ngầm mới và hiện đại nhất trên thế giới. Thì MRT ở Singapore xứng đáng là phương tiện di chuyển hữu hiệu nhất ở đảo quốc này. Hằng ngày thì tàu điện ngầm hoạt động từ 6 giờ sáng cho tới tận nửa đêm với tần suất là từ 3 đến 8 phút cho một chuyến. Và giá vé của tàu điện ngầm ở Singapore dao động là từ 0,8 đô cho đến 1,8 đô la Singapore. Ngoài ra bạn phải đặt cược số tiền đó là 1 đô la Singapore nữa. Và màn hình cảm ứng sẽ hỏi là bạn chọn vé muốn đi đến ga nào, sau đó yêu cầu bạn đút tiền xu là 10 sen, 20 sen, 50 sen hoặc là 1 đô, hoặc là tiền giấy là 2 đô và 5 đô vào máy, và máy sẽ nhận được một tấm thẻ từ giống như là cạc điện thoại, và bạn sẽ dùng nó đi qua cửa kiểm soát ở ga đi và cửa kiểm soát ở ga đến. Và ở ga đến này, bạn sẽ đưa lại chiếc thẻ vào máy một lần nữa để nhận lại 1 đô tiền đặt cọc của chiếc vé này. Tuy nhiên thì bạn có thể mua thẻ trả trước đó là EasyLink Card để sử dụng trên các phương tiện giao thông công cộng ở Singapore. Giá của thẻ thì là dao động từ 15 đô, trong đó là có 5 đô la Singapore không được hoàn trả nếu cái thẻ này của bạn không sử dụng. Và thẻ này thì giúp tiết kiệm chi phí đi lại nếu bạn sống ở Singapore trong một thời gian dài. Điều này thì rất là phù hợp với những bạn đang du học tại đây. Nếu sử dụng thẻ thì bạn cần nhớ là phải quẹt thẻ khi lên hoặc là xuống xe buýt hoặc là tại các cửa ra vào ở các bến tàu điện ngầm MRT. Và tàu điện ngầm ở Singapore thì có 3 tuyến chính, đó là tuyến Bắc Nam đó là xe màu đỏ, tuyến Đông Nam đó là màu tím và tuyến Đông Tây đó là màu xanh lá cây. Và để đến được một địa điểm nào đó, trước hết bạn cần phải xác định nơi đến gần ga tàu điện ngầm nào nhất, sau đó bạn mua vé đến ga đó. Và có thể bạn sẽ phải xuống các ga trung chuyển để đổi tàu mới có thể đến điểm mà bạn cần đến. Và khi đã đến với lại ga cần đến thì bạn cần phải chú ý các biển chỉ dẫn để có thể đi ra cửa thích hợp. Có khi một ga tàu điện ngầm có tới 8 cửa ra ở nhiều hướng khác nhau và đến các phố hoặc là trung tâm thương mại khác nhau. Và nếu bạn ra nhầm cửa thì có thể bạn sẽ phải đi bộ thêm đến cả cây số so với cái cửa mà bạn muốn ra. Và thứ hai đó là phương tiện về taxi. Thì ở Singapore có khoảng 15.000 taxi hoạt động liên tục cả ngày và đêm. Do chất lượng phục vụ rất là tốt nên hầu như các bác tài không có thời gian để nghỉ ngơi. Bạn có thể vẫy taxi ở bất cứ đâu nếu trên nóc xe không có chữ hire đã cho thuê. Tuy nhiên, cảnh chờ tài xế taxi dài đặc diễn ra ở các trung tâm thương mại là điều thường thấy ở Singapore. Và bạn sẽ phải trả từ 2 đến 3 đô la Singapore cho cây số đầu tiên và 0,4 đô la Singapore cho mỗi 250 mét tiếp theo. Và vào giờ cao điểm hoặc là điện thoại gọi cho taxi đến đón tận nơi sẽ làm cho bạn phải trả thêm một khoản phí phụ thu nữa, đó là từ 2,8 đến 3,2 đô la Singapore. Và bạn có thể bo thêm cho người lái xe nếu như hành trình của bạn an toàn và bạn nhận được sự phục vụ nhiệt tình và chu đáo. Thứ ba đó là về phương tiện là xe buýt. Thì xe buýt ở Singapore hoạt động liên tục từ 6 giờ sáng đến tận nửa đêm và có hai loại xe, đó là xe có điều hòa nhiệt độ và không có. Đương nhiên thì giá vé cũng sẽ khác nhau nhé các bạn. Dao động thường từ 60 sen cho đến 1,5 đô la Singapore. Và các bến xe buýt thì có hầu hết ở các con phố và bạn cần quan sát bảng hướng dẫn để tìm đúng tuyến xe mà bạn muốn đi. Trên đó cũng hiển thị giá vé cho mỗi chặng đường. Và một xe buýt thì chỉ có một người lái xe chứ không có nhân viên bán vé như ở Việt Nam đâu. Do đó bạn cần chuẩn bị sẵn tiền lẻ hoặc là tiền xu để trả tiền vé vì người lái xe không có tiền lẻ để trả lại cho bạn đâu. Và nếu chưa rõ thì bạn cứ hỏi người lái xe khi nào cần xuống xe cũng như là giá vé cụ thể cho từng tuyến đường. Và ở bến xe buýt thì bạn cần quan sát các xe đang vào bến và phải có tín hiệu vẫy xe thì người lái xe mới mở cửa, nếu không bạn cũng đừng trách họ vì họ chỉ đón khách khi có yêu cầu để tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông. Và thứ tư đó là về City Bus, là loại xe buýt chuyên dùng có 2 tầng dành cho các khách nào mà thích khám phá du lịch để có thể đi thăm các thành phố theo 3 tuyến đường chính. Thứ nhất là Orchard là C1, thứ hai đó là Chinatown là C2 và thứ ba đó là Little India là C3. Và chỉ với 5 đô la Singapore cho một vé, bạn có thể đi không giới hạn từ 10 giờ sáng đến 22 giờ tối trong một ngày trên 3 tuyến xe đặc biệt này. Và điều đặc biệt là 3 tuyến xe này đều có điểm dừng ở hầu hết các điểm tham quan, các siêu thị và trung tâm thương mại cũng như là khu ăn uống nổi tiếng trong 3 phạm vi khu vực kể trên. Và bạn hoàn toàn có thể dành riêng một ngày để đi du lịch trong thành phố bằng các loại xe này. Và cuối cùng đó là về thuyền. Thì đi thuyền trên sông Singapore là một cách thưởng ngoạn khung cảnh thành phố tương đối thú vị. Tùy vào địa điểm mà bạn muốn đi, giá vé sẽ dao động là từ 3 đô la Singapore trở lên. Và những mẹo nhỏ cho các bạn để không phải bị phạt vì những điều không đâu các bạn nhé.
Thứ nhất đó là đội quy về các phương tiện giao thông công cộng, thì cũng như các nhà ga, bến tàu và bến xe buýt đều quy định cấm mang các vật dễ cháy, nếu bạn vi phạm sẽ phạt 5.000 đô la Singapore. Cấm ăn uống và hút thuốc lá, nếu vi phạm các bạn sẽ bị phạt đến 1.000 đô la Singapore lận đó. Và về vấn đề xả rác bừa bãi thì các bạn sẽ bị phạt là 500 đô la Singapore. Do đó bạn nên tránh những thói quen xấu thường ngày để tránh bị phải móc hầu bao nợ phạt các bạn nhé. Và cũng nhớ là phải tỏ ra lịch sự khi nhường chỗ cho người già, trẻ em và phụ nữ mang thai trên các phương tiện này. Còn về luật giao thông thì ra sao? Thì ở Singapore hầu hết các con đường đều là đường một chiều, nhưng đặc biệt ở chỗ là mọi phương tiện đều đi bên trái, nó sẽ ngược lại so với Việt Nam của mình. Do đó thì các bạn cần phải chú ý quan sát bên phải trước, bên trái sau khi băng ngang qua đường ở những nơi không có vạch sơn dành cho người đi bộ. Còn nếu các bạn băng qua ngã ba, ngã tư thì cần có bấm tín hiệu xin sang đường ở các cột đèn xanh và đèn đỏ. Thì khi đó các phương tiện giao thông từ các hướng khác sẽ nối đuôi nhau, chờ cho đến khi bạn đã sang đường an toàn thì họ bắt đầu mới di chuyển. Điều này cho thấy người đi bộ được tôn trọng và việc chấp hành luật giao thông của người dân ở đây rất là tốt. Và tại Singapore thì các bạn muốn đi taxi phải đi bộ đến đúng chỗ đón taxi và phải xếp hàng đến lượt của mình. Nói chung là muốn đi phương tiện nào tại Singapore như xe bus, MRT, taxi đều phải đi bộ đến trạm, nên bạn phải chuẩn bị cho mình một đôi giày thật là thoải mái nhé. Và đi bộ tại Singapore là điều rất bình thường tại Singapore, chứ không phải như Việt Nam vừa ra cửa là có thể gọi xe bất cứ lúc nào đâu. Có thể nói thì với các phương tiện này bạn có thể đi bất cứ nơi đâu trên đất nước Singapore mà không có điều gì phải lo lắng như khi bạn đến bất cứ một thành phố nào khác ở châu Á. Và còn rất nhiều thông tin khác nữa mà Bảo Trâm muốn gửi đến các bạn, vì vậy đừng quên theo dõi các bạn nhé. Và còn muốn tìm hiểu bất cứ vấn đề gì, các bạn hãy truy cập vào website tundaidương.edu.vn hoặc là tddvn.com. Nhanh nhất các bạn cũng có thể gọi ngay vào số điện thoại 0838484879. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.